sáng tinh mơ luôn các bạn nhé, sáng tinh mơ luôn gọi là mặt trời mới lên thôi. Nhưng mà miền Bắc à, ở thời tiết ở chỗ mình ấy, đang giá rất là là, là 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 lạnh các bạn ạ, lạnh giá lắm đây. Hơi thở giờ nó ra không khí luôn đấy. Các bạn vừa xem cái hình ảnh đầu tiên ấy. mặt hồ là bốc hơi luôn và cái gọi là cái đêm ngày hôm qua ấy, nó giá nó buốt nó lạnh nó cảm giác như, như là cắt là thịt luôn đấy các bạn ạ thì nó rất là tốt luôn nhá mình đang đứng giữa vườn vải luôn đây thì ở phía dưới này đang có một cái đám hiếu như ở gọi là trong uh, bạc cụ ở chỗ họ nhà mình đây thì đang ồn một tí thì các bác hết thông cảm nhá bây giờ mình lên đồi một chút đấy để mời các bạn thăm đồi vải một chút nhá ôi ôi sao gió lắm. gió lạnh quá đấy, mình đang lên đồi vải nhà ông chú mình đây đó đó à, như vừa táo thì chuẩn bị chín rồi các bạn ạ đấy chuẩn bị chín rồi có những quả táo đã rất là to rồi mà một số anh chị em thì đã bảo là táo uh, miền Bắc um, thời điểm đầu vụ này giá chỉ thế thôi à Ừ thực ra là năm nào cũng vậy các bạn ạ giá thì nó không được uh, cao như giữa vụ đâu nó chỉ khoảng tầm trên 20.000 thôi nhưng mà giữa vụ như năm ngoái đầu vụ năm nào cũng thế các bạn ạ như giữa vụ năm ngoái lên đến 7 8 6 70.000 đúng không đó thì hy vọng là năm nay cái giá nó mức độ nó không được như năm ngoái thì nó cũng phải được tầm khoảng 2 30.000 là bà con phấn khởi rồi Đấy còn nếu bình thường trồng táo chỉ cần 15 000 bán dễ thì bà con đã có lãi. thì với cái tốc độ về trời mà giá như thế này thì có một cái điều lưu ý là nó sẽ rất là mất nước nhanh, tức là nó khô mà hanh, lại mà. khô hanh người nó như kiểu nứt nẻ ra luôn đấy các bạn ạ. Nên là đất đai như thế vườn táo thì đương nhiên là phải tăng cường tưới nước rồi, nước phân vẫn phải đều đặn đầy đủ. Đây còn thì sâu bệnh thì nó sẽ giảm đi và cái lượng táo chín và tăng cái độ ngọt nó rất là nhiều táo mà càng hanh các bạn nhé táo càng hanh thì tặng chất lượng nó cực kỳ càng ngon luôn đó ở miền bắc là như vậy còn ở trong miền nam thì nó dễ làm hơn rất nhiều so với miền, miền bắc bởi vì là táo miền nam thì làm gần như là ba vụ hai vụ hoặc ba vụ cây, cây mới trồng cũng thể là vài tháng là có quả rồi rất là dễ và chỉ cần quan trọng là giữ được rồi vàng và giữ được cái quản lý được sâu bệnh là ok thôi đó còn bây giờ cụ thể trực tiếp thì mình mời các bạn sẽ cùng thăm một vài cây quả táo chín nhé đây táo chín cái chim ăn luôn này các bạn này. Đây. Chim thì nó rất là khôn luôn các bạn ạ là chim hay chuột đây Nói chung là quả nào đã ăn rồi Thì là quả nó rất là ngọt nhé Đó, đây, Đó, đây là chuột rồi các bạn ạ Để răng này đúng răng chuột luôn rồi này Đây nó gặm luôn này Con bò đi Đó ờ, Những con động vật nó khôn lắm Mình không biết quả ngon đâu Nhưng nó nhìn thấy nó biết quả ngon Cứ quả ngon nó ăn Đấy. Còn để rộ, táo rộ thì có lẽ khoảng tầm nửa tháng nữa các bạn ạ. Sẽ chín rộ nhé. Lúc cái mua bán sẽ rộ hơn còn đầu vụ này thì gọi là mỗi nhà bán được một nhóm một ít ít thì không đáng kể là như vậy. Nhưng với cái thời tiết mà hanh này thì có lẽ là nó sẽ là cái thời tiết ủng hộ cho cây cây trồng ở miền Bắc mình nói chung. Trong đó có lục ngạn mình nói riêng các bạn ạ. Đây không chỉ những cây Cây táo đâu mà cả cây vải nữa đấy thì lát ở uh, sau thì mình sẽ mời các bạn sẽ cùng đi thăm cây vải đồi vải nhé xem cái mức độ thế nào nhé còn phải chia sẻ với các bạn các anh chị là cái thời tiết ở miền Bắc này này uh, nếu bạn nào ở trong miền Nam thì có lẽ không cảm nhận được ra là cái thời tiết nó như thế nào vì nó 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 giá nó buốt buốt nó, nó nó như cực kim ví dụ 12 giờ đêm ngày hôm qua như kiểu kim đâm vào tay các bạn buốt cực kỳ luôn đấy nên là gọi là giá và như thế cơ mà trời giá nó rất là hô khô và hanh Đấy, trên cái vườn này ông cụ này cũng rất làm rất là kỳ công này Đấy, dàn dậu rồi thì bao vườn rồi thì uh, cây trống đẹp quá táo rất là ok này. khi bắt đầu vào vụ mà táo chín ấy thì ở chỗ nhà mình này thì các cánh đồng yới luôn cả ngày mọi người bà con đều là thu hái hết còn thời điểm này thì gọi người mới chăm sóc thôi thi thoảng mới là ra chăm bón thôi đấy đây bếp tưới này các bạn này bắt tưới này. đây là cái đám nhà ông anh à, anh trai ruột mình cây rất là bự rất là to luôn còn cái đám của mình thì ở phía dưới kìa thì mình sẽ mời các bạn sẽ xuống nhé trời nó càng nắng nhiều thế này thì đêm nó càng hanh các bạn ạ trời càng nắng to như thế này thì đêm nó càng hanh trời càng trong xanh ấy. trời xanh như thế này các bạn này trời xanh lẹt này đêm nó giá cực ác luôn cái thời tiết mùa đầu mùa đông nó bao giờ nó cũng thế còn nó không phải là rét ngọt như là là giữa mùa đông ban ngày thì nhiệt độ có thể là gần trên 20 độ nhưng buổi tối thì chỉ mười mấy độ thôi nó cực kỳ buốt cực kỳ lạnh rất là ngại đi ra đường và ngại gió đặc biệt cái gió nó thổi vào như cắt da cắt thịt luôn các bạn ạ đó nên là cây táo này cũng ảnh hưởng tương đối nhiều ảnh hưởng có cái phần tích cực và phần ảnh hưởng tiêu cực tích cực đó là táo nó sẽ sẽ ngọt sẽ ngon nhé ít sâu bệnh hơn nhé nhưng mà cái tiêu cực thì tất nhiên rồi khô hành thì mất nước táo này cũng phải tăng cường thêm vào đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lên vườn vải để xem mức độ vải thế nào các bạn nhé cái thời tiết nó gọi là giá lạnh này các bạn này thì nó rất là tốt luôn cho các loại cây trồng miền Bắc luôn Uh, mình chỉ nói riêng miền Bắc thôi nhé thứ nhất đó là táo thì đương, đương nhiên rồi giá này thì táo nó sẽ rất là bóng quả bóng quả và cái tăng cái độ chất lượng lên các bạn ạ và nó nói chung là nó sẽ ok hơn là cái thời tiết sương mù <laughs> đấy thì cụ thể nào chúng ta sẽ xuống vườn táo nhé xuống vườn táo luôn uh, xem là cái mức độ nhện đỏ này rồi thì sâu xia rồi thì nó cũng sẽ hạn chế hơn nhiều rất là nhiều luôn các bạn các anh chị ạ và đặc biệt là cái vụ giá rét này thì cây táo đánh cây giống ấy thì đánh dễ trần cũng như là trồng nó rất là ok và tuyệt vời hơn nữa nói chung là nó phù hợp hơn so với cả các loại cây khác đặc biệt là cái cây táo ở miền bắc này à, chúng ta sẽ cùng xuống đi. đây ui Đó. thời tiết uh, ban ngày thì nó nó, nó nó mặc áo phông này được các bạn ạ như đêm qua 11, 12 giờ đêm có việc cũng qua đi ra ngoài đường mà nó như là kim châm vào tay ấy. thực sự là không thể chịu nổi luôn đấy nó nó lạnh buốt lắm buốt cực kỳ luôn đấy đấy thì uh, bây giờ cụ thể nào chúng ta sẽ mời các bạn sẽ cùng thăm uh, vườn táo này nhé Đó, bây giờ mình mời các bạn sẽ cùng lên uh, vườn vải nhé Để xem cái mức độ là cái vải nó như thế nào các bạn nhé vải thì được cái là trời nó giá hanh các bạn ạ giá hanh này thì vải nó chuyển lá luôn nhé cái chuyển lá là từ màu xanh thẫm các bạn ạ chuyển sang cái màu màu vàng màu đỏ đỏ các bạn ạ. nên là rất là tuyệt vời luôn đấy còn nếu bình thường mà lá xanh thẫm này nó chỉ cần ẩm cái luôn tức là nó ẩm cái tức là có cơn mưa ẩm cái hoặc là nước ẩm cái là nó có thể lên đẩy lọc luôn nhỉ đấy thì đương nhiên cái trời giá hanh này nó làm xe cái đầu lọc lại gần như là đầu nó đang ví dụ như cái cây nào mà đang bốc bốc là nó sẽ xe luôn nhé Còn những cái cây này thì đang đầu rất là kim, rất là đẹp rồi. Đó. Một số cây uh, vỡ đầu như bây giờ là đã, đã gọi là kín đầu luôn các bạn ạ. Còn một số cây bây giờ một số vườn thì các anh chị cũng đang nói là đang uh, chờ để kích hoa đấy, à kích lọc. Nói chung là lọc bây giờ thì vẫn đang đang lên đỏ các bạn ạ. Đây nhìn như phía cây bên này. Đây các bạn cùng nhìn này. Đây phía cây uh, đây, phía cây kia có một cây kìa. À, các bạn nhìn thấy cây màu đỏ chưa? Đây các bạn này. Uhm, có thể là nhìn đây. đây ví dụ như đây cây này mới trồng này đó đây là cây mới trồng lọc đang như thế này nhé hoặc là cây ở phía um, phía kia đó, các bạn nhìn thấy chưa đó cũng màu đỏ ở kia thì có nhiều vườn nhé nhiều vườn uh, đang cả vườn cả đồi luôn các bạn ạ đang cả đồi thì các bạn cũng đang phải tích cực là kích và tăng cường kali cũng như là tăng cường phân bón lá để cho nó lá nó già còn không là sẽ không kịp thời vụ đâu bởi vì là đến thời điểm này là năm nay dự báo là sẽ ra hoa sớm mà các anh chị mà không làm sớm, không kích sớm là sẽ bị nhỡ nhàng là năm tới là mất mùa không được ăn nữa. nên là nhiều các bác cũng đang sốt ruột mà không biết là có kích được không hay là có làm được không thứ hai nữa là một số vườn như vừa rồi thì đã khoanh nhé các bạn khoanh là khoanh lần thứ thứ hai rồi nhé nhưng vẫn ra lọc Đó, bởi vì là cái thời tiết vừa rồi nó đang ấm và nó bén ẩm thì nó sẽ ra lọc tương đối nhiều nên là các bác cái đã kích và cũng đến thời điểm này có lẽ là chỉ khoảng tầm 10 ngày nữa đến khoảng nửa tháng nữa là các bác phải khoanh rồi đó còn nhiều bác thì có thể làm lộc muộn hoặc là làm lớp uh, lộc đông cũng ok nhưng không sao cả mỗi người một kinh nghiệm này. nhưng mà theo mình thì đến thời điểm này với cái thời tiết giá này thì có lẽ là lọc vải nó sẽ rất là nhanh uh, nhanh ban các bạn ạ ban lá ban lá là gì đó là cái lọc mà từ màu đỏ từ lá non ấy, nó chuyển sang màu xanh này này đấy thì nó rất là nhanh ban mà vải có cái kinh nghiệm mà các bác đều hay làm đó đó là vải thiều mà vải thanh hà này, này tức là cái vải đầu lai này thì là khoanh lá là giả tức là lá bẻ giòn còn vải thiều thì khoanh lá non nên là các bạn các anh chị cũng đã làm theo cái kinh nghiệm của mình rất là nhiều năm và đến thời điểm này thì mình nghĩ là có lẽ còn chờ khoảng thời tiết từ giờ đến cuối năm nữa xem còn có nhiều đợt rét nữa hay không nhé còn với cái rét như thấy để thời điểm như mấy hôm nay tối lại hôm qua đêm qua và đêm hôm kia đêm vừa rồi tức là đêm vừa rồi thì nói phải nói chung là yên tâm không phải sắm mất mùa không sắm mất mùa vải năm tới đâu đấy, nhiều bác cũng thấy bảo ừ, yên tâm rồi thì thấy ngọn nó xe lại và lọc nó không bật được nữa nhỉ yeah. đó ok nhé còn cụ thể mà các bạn cùng xem những cái đầu của cái, những cái vải các bạn nhìn này đó vải giờ khi khoanh này nó rất là kim luôn này đấy, đầu nó kim nhỏ lại luôn đấy đó. Một số cái cây thì đầu nó cũng bóp ra nhưng mà khoanh giật tương đối nặng này. Ví giật tương đối sâu các bạn nhìn này. Khoanh tương đối sâu, giật tương đối sâu là nó thụt lại luôn nhé. Và một số vườn như các anh chị em cũng nói chia sẻ là có một số nhà các bác ấy đặt vừa rồi là khoanh xong là cây có hiện tượng là ra đi rồi. Đấy tức là khoanh vải thì năm nào cũng thế thôi. Ừ, làm bao nhiêu năm? Làm hàng chục năm rồi hàng bao nhiêu năm nay thế nhưng mà vẫn khoanh chết là bình thường các bạn ạ tức là khoanh mà bị chết cây ấy. khoanh như thế này này các bạn này khoanh để hạn ức chế dinh dưỡng lên để cho nó ủ hoa để sợ đợt tới nó không không ra hoa à, không ra lọc nữa để đợt tới nó ra hoa ấy. thì là làm mạnh tay quá khoanh mạnh tay quá thì bén cái trời khô hanh khô hạn thì cây nó kiệt quá là nó sẽ ra đi để chết đó Bởi vì là mình tin chắc là làm vải ở đất lục ngạn này thì gần như nhà nào cũng có có cây chết ít nhiều thôi có nhà chết khoanh cả vườn một tay khoanh là chết đôi ba chục cây là bình thường Để Ví dụ một buổi khoanh đôi ba chục cây hoặc năm chục cây là chết có thể chết như thế này. còn thì với những cái vườn mà cái chị em khoanh vừa vừa phải phải thì nó ok hơn yên tâm hơn nhé đó ngày hôm qua hôm kia thì mình cũng đi một vòng ở các đồi vải ở phía trên khu vực lục ngạn này nhé thì còn rất nhiều đồi đỏ lá không được ban và không chưa được chuyển màu màu sang như này đâu thì lá vải mà trước khi ra hoa là lá vải nó chuyển sang màu vàng vàng các bạn ạ đỏ đỏ vàng vàng ấy. Đấy còn là, là 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 hợp lý nhất và đẹp nhất ấy. Ông này đi tìm táo ăn. Này. Tìm được mấy quả rồi con. Ừ. Chỉ có một cái điều nữa đó là Năm nay các bạn ạ. À, năm nay là cái hiện tượng các bạn kiểm tra lại xem nhé. Cái vải rất nhiều nhện đỏ luôn. Vải cực kỳ nhiều nhện đỏ. Và nó bắt đầu từ vụ năm ngoái. Tức là vụ vụ quả 2023 vừa rồi. Vụ vải vừa rồi thì đến vụ này năm nay đến cái cây táo cây vải giờ rất nhiều nhện đỏ luôn nhện đỏ trước đây nó có trên cam bưởi táo nhưng bây giờ vừa rồi thì nó ở trên vải rất là nhiều thì trước khi ra hoa được tới này các bác uh, kiểm tra xem nhé nếu có thì các bác chơi một lần cho nó qua là sạch đi và mình thì cũng sẽ sẽ phải xử lý thôi bởi vì thực ra là vườn cũng rất nhiều nhện đỏ luôn các bạn này, lá vẫn còn thấy có nhện đỏ này. Ừ. giờ đã có quả rồi chứ Đó, quả rất là Được gọi là tương đối thôi Đấy và cái thời tiết hành thì cả bưởi cũng ngọt các bạn ạ bưởi bỏ hoang lại ngọt bưởi diễn cũng ngọt không phải bưởi này không phải bưởi kinh tế nhé bưởi này là bưởi mấy cái cây sắt vườn táo nhà mình Đây là bưởi nhà ông chú mình nó tóm lại là bưởi để hoang thôi Đó, nhưng mà nó cũng sẽ ngọt đấy nhìn thế này thôi nhưng mà quả ăn rất là ok mỗi tội là giá rẻ các bạn nhé giá cực rẻ luôn đấy còn từ giờ đến cuối năm thì không biết là thời tiết nó có thuận lợi hay không và nó có phù hợp cho việc mà cây vải cây táo hay không thì các bạn các anh chị em cùng chờ đợi nhé nhưng mà với một cái năm mà dự báo là năm nhuận ấy thường thường là một cái năm làm kinh tế làm nông nghiệp ấy tức là làm nông nghiệp thì chính là cái phụ thuộc vào thời tiết mà. mà cái năm nhuận thì thời tiết bao giờ nó cũng tương đối là nghịch tức là nó không tự thuận ấy, thì làm tương đối là khó khăn đấy các bạn ạ còn ở cây ở lục ngạn mình đến thời điểm này thì cây vải cây táo và một số cây có múi cái cam bưởi là những cây chủ lực thì hy vọng là cái thời tiết từ giờ đến cuối năm nó thuận lợi thuận lợi để bà con có thu nhập nói chung cũng như là bà con cả nước có cái gọi là phát triển kinh tế nó ổn định tiền không nếu uh, mà nó không thuận lợi là cũng rất là căng các bạn ạ làm ăn khó khăn một năm suy thoái kinh tế ý, hoa quả thì như được mùa thì mất giá mà không thì được không có không được mùa thì không có gì bán không có gì thu ý, kiểu kiểu vậy mà đầu tư giá cả phân do đầu vào rồi thì rất là lớn đó thì cũng chỉ mong là từ giờ đến cuối năm thời tiết thuận lợi thôi thuận lợi cho cả quả táo của quê mình nhé cây vải này và các loại cây của các vùng miền khác các bạn các anh chị nhé đó thì... và cũng qua cái video thì mình cũng chia sẻ gửi luôn các anh chị là cây táo giống đã đánh được rồi các bạn gần thì đến lấy mà xa thì alo cho mình mình gửi cây cho các bạn các anh chị nhé thời tiết hành này cũng rất là ok đánh cây rũ rễ cây dễ trần hoặc cây bầu đều ok hết rồi đó vẫn xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn anh chị ở trong các video clip tiếp theo.